Thưa quý vị, 6 tháng đầu năm 2023, Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm thành phố Vũng Tàu đã tổ chức kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm tại một số chợ truyền thống, chợ dân sinh trên địa bàn thành phố và 296 cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 24 cơ sở vi phạm và ra quyết định xử phạt hành chính 12 cơ sở với số tiền hơn 44 triệu đồng. Theo đánh giá của thành phố Vũng Tàu, thời gian qua, mặc dù đã có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, nhưng vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các chợ truyền thống, chợ dân sinh trên địa bàn thành phố Vũng Tàu vẫn chưa được thực hiện triệt để. Nguyên nhân là do công tác kiểm soát nguồn gốc, chất lượng hàng hóa tại các chợ gặp khó khăn do có quá nhiều chủng loại sản phẩm. Nhiều người bán chưa nâng cao ý thức trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm. Nhân lực thực hiện công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra và kiểm nghiệm tại các chợ chưa được kiện toàn, thiếu trang thiết bị kiểm tra, xét nghiệm nhanh tại chỗ. Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ truyền thống, ngành chức năng thành phố Vũng Tàu sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của các tiểu thương, thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm.